Vâng, mến chào quý vị và các bạn trở lại kênh Nông nghiệp sạch của Hải Nam Vlog ngày hôm nay. Hôm nay thì Hải Nam bắt đầu cho thi công hệ thống tưới ở khu vực Đồng Tháp nha các bạn. Ông biết đâu là sáng giờ anh em đang tập trung làm bên cái đồi bên này. Nước hồ đây, bơm đầy đủ rồi. Giờ chỉ có việc ráp ống xong xuôi là chúng ta đưa nước ra bét thôi. 90 ra 60, ra 25. Một cây 4 bét bù áp. Quý vị và các bạn có nhu cầu làm hệ thống tưới thì hãy liên hệ qua số điện thoại của Hải Nam 0964 815 404, bao trọn gói luôn nha các bạn. Móc hồ, chải bạc, móc đường ống, lắp đường ống và thi công hệ thống tưới nha các bạn. Các bạn xem kênh của Hải Nam thì hãy cho Nam một nút like và một nút đăng ký kênh để kênh của Hải Nam phát triển ngày một tốt hơn. Video của Hải Nam xin quay đến đây là kết thúc. Mến chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Chào tất cả 500 anh em và các bạn nha. Bây giờ thì sẽ đi mua cơm và cho anh em ăn nghỉ trưa.